Sáng ngày 27 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 49 điểm cầu các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã không ngừng tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trong đó, việc đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát là khâu trọng tâm then chốt. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chú trọng chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đổi mới, tăng cường thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng như chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, chương trình kế hoạch nhiệm kỳ của Quốc hội, bên cạnh các hoạt động định kỳ, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 4 chuyên đề gồm việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Việc thực hiện nghị quyết số 88 trên 2014 trên QH13 và nghị quyết số 51 trên 2017 trên QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Ngoài ra, trong năm 2023, Quốc hội cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những khó khăn vướng mắt trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.